Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 200 triệu token có cái hiệu là Papi Ali này các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click cho phần link mô tả dưới video Matram Start Chatbot này. Rồi các bạn bấm join này góp này các bạn. Rồi các bạn được cấp xa để đi tiếp các bạn. 50, 60. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group nè. Trên group nè các bạn join vào các bạn. Rồi, các bạn chat một câu đi các bạn, để nó chat mình không phải là người máy các bạn. Rồi, bạn bắt up lên nè, tiếp tục join tiếp kênh Jailer nè các bạn. Xin kênh Jailer nè các bạn join vào các bạn, sau đó bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter bên bay nữa nè. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên. Rồi tiếp tục các bạn like vào Binbot nha các bạn. Trên tờ Twitter nó thì các bạn like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn tờ Twitter dài người bạn của mình vào đi các bạn. Các bạn gọi ở cộng mình hẹn những người bạn các bạn nha. Các bạn tờ Twitter lên nè. Sau đó các bạn mới đắp lên. Like ra tờ Twitter. Rồi các bạn bấm vào submit thì tên các bạn. Là mình bot bài này phải không ta? Ta ơi nãy đừng có tự quyết được kìa. Sao mình bị vụ vậy ta? Phan số đi các bạn ơi. Rồi vào đây thì các bạn follow tờ Twitter nữa nè. Theo dõi rồi nè. Rồi các bạn like và pin bot tăng 3 người bạn bài này nè các bạn. Like chỉ dành cho tờ quyết nha các bạn. Bài này hả gì ta? Tweet long xả nó phát luôn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Sau đó thì các bạn bấm net. Rồi các bạn điền lại username tờ Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng rồi bạn nhấp vào mục user nữa các bạn. Bali swap. Rồi cái bài này tờ Twitter trùng lập. Rồi các bạn copy username mình chỗ này nữa các bạn. Ta cộng win VN9. Rồi sau đó các bạn hỏi cái username giúp mình sẽ lời. Các bạn kiểm tra là kiểm tra xong thì bấm chat các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ với pin bi sờ mắt trên chiếc chút của các bạn nha mà. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Đây là chiếc bot này. Rồi sau đó bấm mi balance để check số cần mình kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 200 triệu token Bali Babili nè các bạn. Rồi bạn bấm vào get link lên ghép chia sẻ trong bè người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc của mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.